Điểm tin trưa ngày 4 tháng 4 năm 2024. Thanh niên dương tính ma túy lái ô tô tông nhiều người ở An Giang. Ngày 3 tháng 4, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, 11 giờ trước cùng ngày, ô tô biển kiểm soát 60A306XX do tài xế Huỳnh Văn Phong, 23 tuổi, ở Kiên Giang điều khiển hướng Long Xuyên, Châu Đốc khi đến thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang, bất ngờ tông nhiều phương tiện chạy hướng ngược lại. Vụ tông xe khiến 5 nạn nhân bị đa chấn thương, gãy xương đùi, xương tay, chấn thương đầu. Trong 5 người, 4 nạn nhân cùng 18 tuổi, một phụ nữ 42 tuổi. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Huỳnh Văn Phong dương tính với ma túy. Xe container chở củi bốc cháy ngùn ngụt ở Đắk Lắk. Chiều 3 tháng 4, một lãnh đạo xã Cư Cờ Bang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk cho biết, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, xe container mang biển kiểm soát 78H00504, chủ xe là ông Lê Văn Hắc, 46 tuổi, trú tỉnh Phú Yên, đang dừng bốc củi tại một trạm cân trên địa bàn thôn 16, xã Cư Cờ Bang. Xe bất ngờ bốc cháy từ phần đầu xe và lan nhanh. Theo vị lãnh đạo xã, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy có thể do nắng nóng dẫn đến chập điện ở bình ắc quy gây cháy. Vụ cháy khiến phần đầu xe hư hỏng, phần đuôi xe chở hàng không bị thiệt hại nhiều. Trước sự việc, người dân xung quanh đã bơm nước để dập lửa nhưng bất thành và báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt dập tắt đám cháy. Hà Nội, con vi phạm giao thông, bố say xỉn đến chốt cảnh sát giao thông đập xe. Chiều 3 tháng 4, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội vừa bàn giao vụ việc một người đàn ông tới chốt cảnh sát giao thông dùng gạch rồi đập phá một chiếc xe máy vi phạm cho công an quận Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết. Khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 4, tại ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng, tổ công tác gồm hai cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 lập chốt xử lý vi phạm thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên kéo theo một xe khác phía sau. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe là Đào Xuân Hắc, sinh năm 2003 ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, lập biên bản tạm giữ, niêm phong phương tiện. Quá trình đưa phương tiện vi phạm lên xe tải về nơi tạm giữ, bất ngờ một người đàn ông tự xưng là bố của anh Hắc đã cầm gạch ném vào phương tiện bị tạm giữ, có lời nói thiếu văn hóa với tổ công tác. Tổ công tác đã đưa những người này về công an phường Mỹ Đình 2 để tiếp tục xác minh. Danh tính người đàn ông ném gạch là Đào Xuân Tê, sinh năm 1976 ở phường Dịch Vọng Hậu. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông Tê vi phạm ở mức 0,406mg trên 1 lít khí thở. Gái trai cầm dao khống chế một phụ nữ trong nhà nghỉ để đợi gặp người yêu. Khoảng 9 giờ 25 ngày 3 tháng 4, Công an phường 2 thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng phát hiện 3 người đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó một người biểu hiện ngáo đá nên triển khai lực lượng xử lý. Khi phát hiện lực lượng công an, một người đã dùng dao tự chế chuẩn bị sẵn tấn công lực lượng chức năng rồi khống chế một người phụ nữ làm con tin, đưa vào phòng nghỉ cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động gây nguy hiểm đến tính mạng. Đối tượng yêu cầu lực lượng chức năng cho gặp người yêu và một xe taxi để rời khỏi nhà nghỉ. Công an tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương triển khai lực lượng xử lý tình huống, các biện pháp giải cứu người phụ nữ, xác định đối tượng là Đỗ Thanh Tâm, sinh năm 1999, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, là đối tượng có nhiều tiền án. Tâm là một trong những đối tượng cầm đầu vụ gây rối, đập phá và trốn cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục, đánh lạc hướng, tận dụng sơ hở đối tượng, lực lượng chức năng đã ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng và giải cứu thành công người phụ nữ một cách an toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khoảnh khắc nhà bị sập xuống sông ở Cần Thơ. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 4, tại Cần Thơ liên tiếp ghi nhận nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, làm ít nhất 13 căn nhà bị ảnh hưởng, đường giao thông bị đứt gãy. Cụ thể, vào lúc 6 giờ 20 ngày 3 tháng 4, 7 căn nhà liền kề bờ sông thuộc đường Lê Thị Hồng Cấm, quận Bình Thủy bất ngờ bị nứt toác rồi đổ sập một phần xuống sông. Các nhà bị sập có kết cấu nhà cấp 4, nhà 2 tầng và nhà trọ. Chiều dài đoạn sạt lở khoảng 55 m, ăn sâu vào bờ hơn 14 m. Vụ tai nạn không gây ảnh hưởng về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban nhân dân phường Trà An đã vận động người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến vị trí an toàn, đồng thời huy động các lực lượng hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc. Đến hơn 7 giờ 30 cùng ngày, một vụ sạt lở khác xảy ra tại kênh Cần Thơ Bé thuộc phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. Đoạn sạt lở dài 35 m cuốn sập hoàn toàn 3 căn nhà xuống kênh. Trước đó ngày 2 tháng 4, một đoạn của tuyến đường bê tông rạch chanh, phường Long Hưng, quận Ô Môn bị sạt lở khiến việc đi lại, lưu thông của người dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn. Vị trí sạt lở dài 25 m phía dưới lộ ra nhiều hàm ếch có nguy cơ tiếp tục sạt lở.